Thưa quý khán giả, tỏi đen là một thành phẩm khi được chế biến từ tỏi trắng, trải qua quá trình lên men chậm trong điều kiện nghiêm ngặt về nhiệt độ khoảng 60 đến 90 độ C và độ ẩm khoảng 80 đến 90 độ. Tỏi đen cần có thời gian lên men khá dài, khoảng 30 đến 60 ngày. Nhờ đó mà tỏi trắng được lên men đổi thành tỏi đen. Đồng thời, các hoạt chất trong tỏi đen tăng lên rất nhiều lần so với tỏi trắng khi sử dụng. Tỏi đen cũng khá dễ ăn, nó có vị ngọt, dẻo, khi bóc không bị dính tay, hoàn toàn không có mùi hôi và hăng như là tỏi trắng. Hơn nữa, do không có mùi và ít hăng nên ta có thể ăn nó mỗi ngày để giúp tăng cường sức khỏe mà lại không lo bị hôi miệng. Tỏi đen từ lâu được biết đến là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn tỏi đen lâu dài được không? Tỏi đen có công dụng hỗ trợ phục hồi tổn thương cơ bắp cho người tập luyện, đồng thời giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, có thể chống mệt mỏi, nhuận gan, nhuận táo, ngủ ngon và cải thiện các chức năng khác trong cơ thể. Tỏi đen có thể thu dọn gốc tự do rất mạnh hiện nay trên 80 bệnh lý khác nhau có nguyên nhân liên quan đến gốc tự do, giúp chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan. Chính vì thế mà tỏi đen được khuyên dùng cho người bị suy giảm miễn dịch do dùng quá chất hoặc xạ trị, người ốm lâu ngày có sức khỏe bị suy yếu. Hơn nữa, trường hợp người bệnh bị cúm thì tỏi đen cũng có thể giúp phục hồi nhanh chóng, hỗ trợ ức chế một số tế bào ung thư như ung thư vú, dạ dày, gan. Ngoài ra, tỏi đen còn có thể làm hạ cholesterol máu, giảm mỡ máu, điều hòa đường huyết. Vậy, ăn tỏi đen lâu dài có được không? Bạn chỉ nên sử dụng tỏi đen trong vòng 1 tháng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Không nên dùng tỏi đen liên tiếp quá 45 ngày. Mỗi ngày có thể ăn từ 1 đến 3 củ tỏi đen, tương đương 3 đến 5 gram. Nên ăn vào sáng sớm là tốt nhất. Hơn nữa, giữa các liệu trình sử dụng thì nên nghỉ trong thời gian khoảng 2 tuần rồi mới nên tiếp tục. Khi ăn thì bạn nên nhai kỹ để các thành phần trong tỏi đen phát huy hết công dụng. Bên cạnh đó, sau khi ăn tỏi đen xong thì bạn nên uống một ly nước lọc. Điều này sẽ giúp cho cơ thể hấp thụ dễ dàng và trọn vẹn phần dinh dưỡng tuyệt vời có trong tỏi đen. Bên cạnh đó, người phục hồi sức khỏe sau bệnh không nên ăn quá 3 củ mỗi ngày bởi có thể gây nóng trong người khó chịu. Trẻ em dưới 6 tuổi nên sử dụng không quá 1 củ một ngày, có thể dẫn tới việc bị táo bón. Ăn trực tiếp 2-3 củ tỏi đen mỗi ngày, bạn nên ăn riêng. Không nên ăn cùng đồ ăn hoặc các gia vị khác vì có thể tạo ra những tác dụng phụ không mong muốn. Rõ ràng thực phẩm hay dược phẩm dù tốt tới đâu cũng phải sử dụng đúng liều lượng của nó, đúng không Kim Ngân? Đúng vậy đó anh Thà. Chính vì thế, trước khi sử dụng các loại thực phẩm, dược phẩm mục đích bồi bổ cho cơ thể hay ngăn ngừa bệnh tật cho cơ thể, chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ và được sự hướng dẫn của người có chuyên môn. Nếu không khéo sử dụng thì đồ bổ cũng trở thành đồ gây hại cho sức khỏe cho chúng ta.